Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành một nửa chặng đường của mình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Một hành trình đầy khó khăn, đúng với những gì giới mộ điệu đã dự đoán từ trước. Tuy rằng chưa thể có được bất kỳ một điểm số nào, nhưng có lẽ với toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam, tất cả đã sớm ý thức được việc đây là một giải đấu với mục đích học hỏi, tích lũy kinh nghiệm là chính, chuyện thắng thua không phải là mối bận tâm hàng đầu. Cho thấy rằng ở thời điểm hiện tại, cho dù đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một thế hệ vàng, thì việc có được một tấm vé trực tiếp tiến đến sân chơi World Cup vẫn còn là một nhiệm vụ quá sức. Do đó, hãy coi đây là nền tảng để chúng ta hướng tới những mục tiêu vừa vặn hơn trong tương lai. Đó có thể là AFF Suzuki Cup vào tháng 12 tới hay Asian Cup 2023, đấu trường mà gần 3 năm trước, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo nên tiếng vang lớn với bạn bè quốc tế khi lọt vào đến tận vòng tứ kết. Vậy thì chính xác đâu là những điều có thể rút ra về đội tuyển Việt Nam sau 5 trận đấu đã qua? Hãy cùng Netsport tìm hiểu nhé! 1. Phơi bày sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam so với mặt bằng châu lục. Đầu tiên đó chính là nhờ hành trình này, những người hâm mộ mới có cái nhìn tổng quát hơn về sức mạnh thực sự của các chiến binh sao vàng trên bình diện châu Á. Những thành công liên tiếp trong giai đoạn từ đầu năm 2018 đến trước vòng loại thứ 3 này khiến cho một bộ phận các cổ động viên ngộ nhận rằng nền bóng đá nước nhà đã tiệm cận đến nhóm top đầu của châu lục. Do đó, sau khi gặp phải những kết quả không mấy khả quan trong những trận đấu đầu tiên, đã có xuất hiện không ít những lời chỉ trích hướng về những tuyển thủ, đó là một điều hết sức đáng tiếc. Thực tế cho thấy rằng đây mới chỉ là lần đầu tiên mà những chiến binh sao vàng góp mặt tại vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup, vì vậy nên sự bỡ ngỡ là điều khó có thể tránh khỏi. Hơn nữa, trước khi bước vào hành trình này, chúng ta cùng với Liban là hai đội có thứ hạng FIFA thấp nhất, điều đó có nghĩa là nếu chỉ xét về những con số, Việt Nam rõ ràng là đội yếu nhất của bảng B. Quay về quá khứ thời điểm 4 năm trước, Thái Lan trong giai đoạn được xem là hùng mạnh nhất của mình dưới thời Ketisak cũng phải cay đắng rời vòng loại thứ 3 World Cup 2018 với chỉ 2 điểm có được sau 10 trận đấu. Thậm chí sau chiến dịch năm đó, Zico Thái quyết định rời ghế huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Từ đó đến nay, Thái Lan không thể mạnh lên mà còn đang trên đà suy thoái. Nhìn vào tấm gương của nước bạn và tránh lặp lại sai lầm, đó là điều mà những người làm bóng đá Việt Nam cần chú ý vào lúc này. 5 trận đấu, 5 thất bại, nuối tiếc có lẽ là từ được nhắc đến nhiều nhất sau mỗi lần mà đội tuyển Việt Nam không có được một kết quả tốt. Khi xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, chúng ta đều có cảm giác các cầu thủ luôn thiếu một chút gì đó, rằng đội nhà hoàn toàn xứng đáng với một kết quả tích cực hơn. Nhưng bóng đá là vậy, ranh giới giữa vinh quang hay thất bại đôi khi nó chỉ là vài ba giây chủ quan hay là vài centimet trái bóng đi chệch khỏi khung thành. 2. Những sai lầm xuất hiện nhiều ở tuyến phòng ngự. Một trong những yếu tố tiên quyết góp phần tạo nên thành công của các cấp độ đội tuyển quốc gia dưới thời ông Park chính là sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Chúng ta từng rất tự hào với sơ đồ 3 trung vệ và tận dụng sự cơ động của hai hậu vệ cánh ở hành lang biên, một cách bố trí trong quá khứ từng giúp chúng ta trụ vững trước những đại diện rất mạnh đến từ Qatar, Nhật Bản hay Jordan. Thế nhưng sự vững chãi đó bỗng chốc biến mất ở vòng loại thứ 3 này. Nếu nhìn nhận một cách thẳng thắn màn thể hiện đã qua của cả hệ thống phòng ngự đội tuyển Việt Nam, thì có rất nhiều thời điểm mà chúng ta chơi chưa đúng với phong độ vốn có, ngoại trừ nửa đầu trận đấu đầu tiên gặp Ả Rập Xê Út. Những sai số xuất hiện ngày càng nhiều, việc không được thi đấu thường xuyên trong những khoảng thời gian đã qua khi V-League tạm hoãn khiến cho các cầu thủ dễ bị cóng khi gặp phải những đối thủ vượt trội hơn về mặt trình độ. Cá biệt trong một số khoảnh khắc, chúng ta dễ dàng bị đối thủ khoan thủng vào hai cánh, vốn là tử huyệt trong sơ đồ 3 trung vệ, mà điển hình là trong những phút đầu cuộc chạm trán với tuyển Trung Quốc. Tất nhiên, việc đang phải trải qua cơn bão chấn thương cũng là một trong những lý do giải thích cho thực tế trên, khi huấn luyện viên Park Hang-seo đang không có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Sự vắng mặt của Đình Trọng, Văn Hậu hay Trọng Hoàng khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc không thể có nhiều phương án để xoay tua đội hình. Điều đó dẫn đến việc sử dụng những cầu thủ trẻ như Thanh Bình hay Bùi Hoàng Việt Anh trong những trận đấu đã qua. Đáng tiếc là trong những lần được trao cơ hội, những nhân tố mới của đội tuyển Việt Nam đã chơi không thật sự tròn vai, dẫn đến việc ông Park không dám mạo hiểm bởi vì ông biết rằng áp lực về mặt kết quả đè lên ông và đội tuyển lúc này là rất lớn. 3. Nỗi ám ảnh từ VAR. Có một con số thống kê rất đáng buồn, đội tuyển Việt Nam là đội bóng bị phạt penalty nhiều nhất trong tất cả các đại diện tham gia vòng loại năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 7 lần tính từ vòng loại thứ 2 mà những thủ môn của chúng ta phải đối mặt với cầu thủ của đối phương từ chấm đá 11m. Tất nhiên khi phải đối mặt với những hàng công mạnh của đối bạn thì những pha truy cản trong khu vực 16m50 là điều khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên khi suy xét kỹ lưỡng những tình huống kể trên thì giới chuyên môn đều có chung một nhận định, đó đều là những pha bóng mà các hậu vệ của chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn.
Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á là giải đấu đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự có áp dụng công nghệ VAR trong tất cả các trận đấu. Khác với những nền bóng đá tiên tiến ở châu lục hay trên thế giới, VAR với bóng đá Việt Nam vẫn chỉ là một công nghệ mang tính chất tham khảo. Thực tế chỉ ra rằng cũng chỉ có những tuyển thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thì mới có cơ hội để được trải nghiệm trực tiếp công nghệ này. Ở một nền bóng đá với một giải vô địch quốc gia mà vấn đề bạo lực sân cỏ chưa được giải quyết một cách triệt để như Việt Nam, việc xuất hiện những cánh tay thừa như của Duy Mạnh hay Tấn Tài trong trận gặp Oman là điều không quá khó hiểu. VAR đang ngày càng tỏ ra quyền lực trong thế giới bóng đá. Nếu như đội tuyển Việt Nam không nhanh chóng thay đổi thì sẽ không lấy làm lạ nếu như chúng ta lại phải tiếp tục nhận những quyết định tiêu cực từ phía những vị vua áo đen. 4. Không có quá nhiều ý tưởng trên mặt trận tấn công. Ngoài những vấn đề của hàng thủ, những trận đấu vừa qua cũng đã phơi bày khá nhiều điểm nổi cộm trên mặt trận tấn công của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta thường tỏ ra thiếu ý tưởng trên 1/3 phần sân của đối thủ. Tất nhiên, tuyến giữa đang là điểm sáng trong bộ khung mà ông Park Hang-seo xây dựng. Những Tuấn Anh, Quang Hải hay đặc biệt là Hoàng Đức đã và đang đảm đương rất tốt nhiệm vụ thoát pressing và tịnh tiến trái bóng lên phần sân của đối phương. Nhưng chúng ta sẽ làm gì, sẽ tổ chức phối hợp tấn công ra sao ngay sau đó mới là điều đáng để bàn đến. Lấy ví dụ ngay trong trận đấu gần nhất với đội tuyển Nhật Bản, không ít lần mà chúng ta được thấy những đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam với sự cơ động của Hồng Duy ở hành lang cánh trái. Nhưng khi đã xâm nhập được vào phần sân của đối phương, cầu thủ đang thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai thường tỏ ra bối rối và lưỡng lự để đưa ra những quyết định phối hợp với những người đồng đội xung quanh. Khoảng thời gian bị trì hoãn đó là quá đủ để cho những hậu vệ dày dặn kinh nghiệm bên phía tuyển Nhật bịt kín mọi ý tưởng của số 7 bên phía đội tuyển Việt Nam. Khi đã chọn lối chơi phòng ngự phản công trước những ông lớn của châu lục, chúng ta sẽ phải nỗ lực để tận dụng một cách tối đa những cơ hội quý giá đó. 5. Những trụ cột suy giảm phong độ. Ngoài ra, còn một vấn đề khác mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang phải đối mặt, đó chính là sự suy giảm phong độ của một loạt các trụ cột. Kể từ giai đoạn cuối vòng loại thứ 2 cho đến nay, màn thể hiện của Phan Văn Đức luôn là dấu chấm hỏi lớn với giới chuyên môn và người hâm mộ. Trong trận đấu gần nhất trên sân Mỹ Đình, số 20 của đội tuyển Việt Nam đã phải rời sân ở phút thứ 84 cho dù tiền đạo Song Lam Nghệ An mới chỉ góp mặt từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Ở trận đấu trước đó với Oman, tiền đạo xứ Nghệ cũng đã có lần đầu tiên xuất phát trận đấu từ băng ghế dự bị. Nếu không sớm cải thiện phong độ, sẽ không lấy làm lạ nếu như những trận đấu tiếp theo trong đội hình ra quân tiếp tục vắng đi cái tên của chàng cầu thủ 25 tuổi này. Ngoài Văn Đức, những Văn Toàn hay Công Phượng cũng đang gặp khó khăn trong mỗi lần được trao cơ hội. Nếu như Công Phượng vừa trở lại đội tuyển từ tháng trước và sẽ cần nhiều thời gian hơn để bắt nhịp lại cảm giác thi đấu, thì với Văn Toàn, anh vẫn phát huy được điểm mạnh với khả năng bứt tốc của mình. Nhưng trước những hàng thủ quá chặt chẽ, cầu thủ gốc Hải Dương thường gặp khó để kết nối với các vệ tinh xung quanh. Hơn nữa, thể hình tiếp tục là điều khiến số 9 của tuyển Việt Nam dễ dàng thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi. 6. Những điểm sáng ở tuyến giữa. Tạm gạt qua những vấn đề được nêu ở phía trên, chúng ta phải công nhận rằng bóng đá Việt Nam đang sở hữu những tài năng rất lớn ở vị trí tiền vệ. Tuấn Anh cho dù không thể chơi đủ 90 phút trong mỗi lần ra sân, nhưng vẫn luôn biết cách tạo ra ảnh hưởng đến cách vận hành của đội tuyển Việt Nam. Khả năng đọc tình huống và đánh chặn tuyệt vời của thủ quân Hoàng Anh Gia Lai mùa giải 2020 giúp ích rất lớn trong khâu phòng ngự từ xa của đội tuyển Việt Nam trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều. Khi Đỗ Hùng Dũng gặp phải chấn thương, người ta đã cảm thấy vô cùng lo lắng rằng liệu ai có thể khỏa lấp được vị trí của chàng cầu thủ 28 tuổi này. Và có lẽ, đến bây giờ, cả giới chuyên môn và người hâm mộ đều đồng ý rằng Hoàng Đức chính là đáp số thích hợp nhất cho bài toán đầy khó nhằn đó. Chững chạc, tỉnh táo trong khâu thoát pressing, thông minh trong từng đường truyền, luôn sẵn sàng ở tuyến hai với những quả sút xa đầy uy lực. Có thể nói Hoàng Đức chính là của hiếm mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. 7. Sự bền bỉ của Tấn Trường sau muôn vàn chỉ trích. Ngoài tuyến tiền vệ, vị trí thủ môn cũng là nơi chứng kiến rất nhiều sự biến động về mặt nhân sự trong khoảng một năm vừa qua ở đội tuyển Việt Nam. Văn Lâm vì nhiều lý do khác nhau không thể thường xuyên góp mặt trong những đợt tập trung của đội tuyển. Mới đây, chàng thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ Cerezo Osaka cũng đã gặp phải chấn thương và chắc chắn vắng mặt cho đến hết năm. Niềm tin của thầy Park được trao cho Bùi Tấn Trường, cầu thủ năm nay đã 35 tuổi. Tuy còn nhiều điểm cần khắc phục như khả năng bắt penalty hay những quyết định ra vào ở một số thời điểm còn chưa thực sự hợp lý, nhưng chúng ta không thể nào phủ nhận những nỗ lực của chàng thủ môn quê Đồng Tháp. Không ít lần trong những trận đấu đã qua, chúng ta nghe rất rõ những tiếng chỉ đạo, những lời động viên, đôn đốc của Tấn Trường với anh em trên sân. Với chiều cao 1m88, những cổ động viên cũng cảm thấy yên tâm hơn khi có Tấn Trường trên sân với những pha đấm bóng quyết đoán hoặc ôm bóng chính xác.
Đó sẽ là nền tảng để những cầu thủ ở tuyến trên có thể yên tâm chơi bóng khi họ biết rằng phía sau họ là một bức tường thành vững chãi mang tên Bùi Tấn Trường. Năm 2019, sau tấm huy chương vàng lịch sử tại kỳ SEA Games trên đất Philippines, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một phát biểu rất đáng chú ý. Người Việt Nam yêu thích bóng đá nhưng chỉ là bóng đá chiến thắng thôi. Chỉ là một người làm bóng đá, một huấn luyện viên bình thường chứ chẳng phải là nhà tâm lý học. Song ông Park đã biết trước những gì sẽ xảy ra với mình khi đội bóng của ông thua cuộc. Chúng ta, những người hâm mộ chân chính luôn mong muốn rằng những áp lực vừa qua sẽ hóa động lực để cho cả thầy lẫn trò của đội tuyển Việt Nam sẽ có được những kết quả tích cực hơn trong tương lai.